Audio Jungle.
sao anh chẳng nói để hoa câu rung trắng đêm
bằng lòng đi em về với quê anh. Một cô lão xanh. Tôi xin giới thiệu, tôi là chú của cháu Diễn. Được sự ủy quyền của ông bà ông Dũng Hòa và được sự cho phép các cụ chúng tôi cử tôi làm trưởng đoàn họ nhà trai. Đoàn chúng tôi hôm nay gồm có hai ông, đây là ông của cháu Diễn, và đây là chú của cháu Diễn, đây là cậu cháu Diễn, và có hai thím cháu Diễn và em gái của cháu Diễn. Thay mặt cho họ nhà trai, ngay đầu xuân mới xin kính chúc sức khỏe tất cả các cụ, các ông, các bà nội ngoại và toàn thể gia đình, lời chúc sức khỏe đầu năm và chúc cho gia đình chúng ta an khang thịnh vượng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, qua sự tìm hiểu của hai cháu đã đi đến thống nhất xây dựng kết tóc xe tơ, xây dựng trăm năm hạnh phúc với nhau, được sự đồng thuận của hai gia đình và cho phép của chính quyền địa phương. Hôm nay đoàn chúng tôi có sửa một cái lễ ăn hỏi đến để trình các cụ và thắp hương gia tiên. Cái thứ nhất, cái thứ hai là lễ diện cưới. Tôi xin mời các vị đại diện, các ngoại gái xin tiến nhận lễ. Gia đình nhà gái chúng tôi xin giới thiệu, đây là các bác của các cháu. Tôi là chú của cháu. Chú cháu, ông. Đây là ông của cháu. Kia là các chú của cháu. Bên này cũng là các bác của cháu. Qua sự tìm hiểu của hai gia đình cũng như là của hai cháu, hôm nay là ngày tốt tổ chức, hai gia đình làm lễ tổ chức cho hai cháu. Thứ nhất là chúng tôi đã nhận hoàn toàn cái số lễ của họ đến, của gia đình họ nhà trai, và lễ nghi của xin cưới của họ nhà gái ở của nhà trai, còn cái lễ bước là cái lễ xin cưới chưa có. Thế qua cái đấy thì chúng tôi đã nhận hết. Cháu là dâu nhà người, tổ tiên và tất cả các cụ nhà gái đã chấp nhận lễ và đến chính thức nhận chấp nhận cháu Đăng là con dâu của ông bà ông Dũng và là cháu dâu của gia đình chúng tôi. Vì vậy hôm nay chúng tôi lại sửa một cái lễ dẫn cưới để chuẩn bị cho ngày mai ngày đại lễ cho các cháu.
trên các cụ. Giờ phút này là nghi lễ của gia đình họ nhà Trang đã hoàn tất. Thế, chúng tôi cũng đã nhận đầy đủ. Mong các cụ sôi nước và uống nước các thứ đây cùng với gia đình. Rồi định ngày, định giờ, mai đưa con cháu. Ngày mai xây dựng gia đình, khi đoàn thôn nhà cũng có một phần quà nho nhỏ gửi đến đồng chí, xin mời đồng chí.
xin cảm ơn quý vị rất nhiều cùng lắng nghe với những giọng hát của anh hai chị hai có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Hội Lim với những anh hai chị hai của vùng miền quê Quan Họ, Bắc Ninh, Ninh Bắc. Và vậy bây giờ xin mời trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt sân khấu để cùng chào đón đại diện. Kính thưa chân các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cũng như họ hàng nội ngoại của chú rể diễn, nhận được lời mời của gia đình ông Dũng, chi hội nông dân cũng như là ban chấp hành chi hội, tôi xin phép được thay mặt gửi lời tới sức khỏe, chúc sức khỏe nhân dịp năm mới tới các cô, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cũng như là họ hàng nội ngoại của chú rể diễn, xây dựng gia đình trăm năm hạnh phúc và mạnh khỏe. Thì nhân dịp ngày lễ thành hôn của chú rể diễn thì chi hội nông dân cũng có một chút quà nhỏ để chúc mừng ngày hạnh phúc trăm năm của chú rể. Sau đây xin kính mời chú rể lên sân khấu để nhận quà tặng của chi hội. Kính thưa cho các cụ, kính thưa công các bà, cô dì, chú bác nội ngoại của gia đình và cũng như các vị khách quý. Ngày mai gia đình tôi tổ chức lễ thành hôn cho chú rể Vũ Diễn. Hôm nay gia đình tôi được các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý cũng như bạn bè của cháu đến chúc mừng, chia vui và cũng như có quà cho gia đình và cháu. Thay mặt cho gia đình xin được trân trọng cảm ơn những tấm lòng của các cụ, các ông, các bà cũng như các vị khách quý. Xin kính mời các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý ăn trầu uống nước để chúc mừng cho gia đình và chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Nhân dịp hạnh phúc của con tôi cũng như nhân dịp đón xuân Quý Mão, xin được kính chúc các cụ cùng toàn thể quý khách mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin được trân trọng cảm ơn. Nhạc dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu.
nhạc sắp sinh, nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu vây trầu. Thank you.
xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu vàng, màu anh hùng tô thắm sẵn già, hay màu yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng diều dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan truyền tình đôi mình. Màu huy hoàng diều dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan truyền tình đôi mình. Chung xa ai còn vấn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đời. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Chung xa ai còn vấn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước thiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Kính thưa toàn thể quý vị, và lời đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức, trung tâm tổ chức sự kiện Phạm Dị xin gửi tới toàn thể quý vị, anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng và thân thương nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, nhận được lời mời của gia đình và cũng như nhận được cánh thiệp hồng trao tay ân tình của cô dâu Khánh Đan, trung tâm tổ chức sự kiện Phạm Dị đã có mặt tại đây, xin phép được kính chuyển lời mời của gia đình và đỡ lời cho cô dâu. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã và đang hiện diện tại khán phòng cưới trường quay F10 của cô dâu Khánh Đan trong buổi trưa ngày hôm nay. Mời toàn thể quý vị, anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng xây chầu, xây nước, xây thuốc và cùng chắp cánh cho tình yêu của đôi bạn trẻ đến được bến bờ hạnh phúc. Và những quý vị, anh chị và các bạn nào do điều kiện đường xá xa xôi chưa đến kịp, xin phép thông cảm vào sau, gia đình chúng tôi hân hạnh đón tiếp. Qua thời gian quen biết và tìm hiểu, đôi bạn trẻ cũng đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình, và đám cưới ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Kính thưa toàn thể quý vị, quả đúng là trăm năm trong cõi người ta, trai tài gái sắc khéo là chọn nhau, chuyện định duyên có chầu cau, cho mẹ dặn hỏi cưới nhau chọn ngày. Và ngày hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm Quý Mão, là ngày lành, tháng tốt, được sự nhất trí của chính quyền hai địa phương và hai bên gia đình và sự đồng tình của đôi bạn trẻ. Ngày hôm nay, hội đồng sắc tộc quan viên họ nhà gái chúng tôi kết hợp hội đồng sắc tộc quan viên họ nhà trai long trọng tổ chức lễ vu quy cho cô dâu Khánh Đan sánh duyên cùng với chú rể Vũ Diễn. Và cũng không để quý chị và bạn chúng ta phải chờ lâu hơn nữa, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin phép được trịnh trọng tuyên bố
lễ vô quy của cô sơ Khánh Đan sánh duyên cùng với chú rể Vũ Diễn chính thức được bắt đầu. Và toàn thể quý vị anh chị và các bạn trân trọng và kính mến, quả đúng là chim khôn đậu nóc nhà quan, trai quân giật vợ, gái ngoan gả chồng, khen ai khéo cắt chữ lòng để cho đôi lứa mặn nồng bên nhau, lá trầu quyện với trái cau để cho hai họ được về lâu về dài. Sau đây thay mặt cho ban tổ chức xin được hân hạnh giới thiệu và trân trọng kính mời hai vị đại diện cho hai bên gia đình sẽ tiến lên sân khấu có những lời phát biểu vàng ngọc và làm thủ tục trao dâu nhận rể trao dâu để mở màn cho lễ vô quy của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Xin mời để cùng gắn chặt mối tình tham gia thắm thiết và xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy dành cho hai vị đại diện cho hai bên gia đình một tràng pháo tay thật là lớn thưa quý vị. Vâng, và ngay sau đây kính mời vị đại diện cho quan viên họ nhà trai chúng ta sẽ có những phát biểu vàng ngọc hôm nay. Xin mời. Vâng, kính thưa các cụ, ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em và các bạn nam nữ thanh niên của hai cháu. Được sự ủy quyền của gia tộc họ nhà trai và ông bà, ông Dung Hòa, tôi thay mặt cho họ nhà trai có đôi lời phát biểu. Kính thưa các cụ, ông, các bà, thay mặt cho họ nhà trai nhân dịp đầu xuân năm mới, cho phép tôi được kính chúc các cụ, ông, các bà, các cô dì, chú bác và các bạn nam nữ thanh niên một năm mới an khang, thịnh vượng và mạnh khỏe. Kính thưa các cụ, ông, các bà, cô dì, chú bác và các bạn nam nữ thanh niên của hai cháu. Được sự nhất trí của gia đình, hai họ và chính quyền của hai địa phương, hôm nay ngày lành tháng tốt, hai họ tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Trước tiên, cho phép tôi được giới thiệu đoàn nhà trai chúng tôi ra đây gồm có cụ là ông nội của cháu Diễn và các ông, các bà, các anh, các chị trong họ nhà trai ra đây đón cháu về làm dâu và gia đình ông bà Hòa Dũng và gia đình của chúng tôi. Qua thời gian tìm hiểu và yêu nhau, hai cháu đã đi đến hôn nhân và hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Đại diện cho họ nhà trai, tôi xin được có cơi sầu kính dâng lên tổ tiên họ nhà gái và xin phép được đón cháu Đàn, cháu Đan về làm dâu ông bà ông Dũng và họ tộc họ nhà trai, đồng thời cũng trao cháu Diễn làm rể cho các cụ, ông bà họ nhà gái và các cụ các ông họ tộc họ nhà gái. Xin phép mang cây đầu ạ. Một tràng pháo tay thật lớn, quan quý vị rất nhiều. Rất tuyệt vời. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và ngay sau đây kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe lời phát biểu vàng ngọc của vị đại diện quan viên họ nhà gái chúng ta. Xin mời. Vâng. Kính thưa trên các cụ, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa các vị khách quý của hai họ và hai gia đình, cùng các bạn bè thanh niên nam nữ, bạn bè của hai cháu Khánh Đan và Vũ Diễn. Vâng, Khánh Đan và Vũ Diễn, hai cháu là bạn. Trong một quãng thời gian khá dài, Đan và Diễn, hai cháu đã tự tìm hiểu về nhau. Xong, được sự nhất trí của hai cháu, hai họ, hai gia đình, được sự nhất trí của hai chính quyền, của hai địa phương, hôm nay hai họ, hai gia đình long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Khánh Đan và Vũ Diễn. Thay mặt cho họ nhà trai,
và được nhà gái và được ủy quyền của gia đình ông Khương bà Trải chính thức xin nhận cháu Vũ Diễn, kể từ nay cháu làm con rể của ông Khương bà Trải chúng tôi, đồng thời kể từ nay cháu Vũ Diễn được làm con, làm cháu, là một thành viên trong hai bên, bên nội, bên ngoại cũng như trong toàn phạm tộc chúng tôi. Trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ tiến lên lễ đài đăng quang và cùng đón nhận những món quà đầy ý nghĩa và thân thương mà gia đình dành tặng. Xin mời. Một thay có con lợn quay, xôi đầy mâm,
câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Gặp người yêu bao năm ước mong
trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo bơi.
dày, đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Toàn thể tất cả quan viên và bốn họ đã và đang cùng hiện diện tại Tư Gia, gia đình họ nhà trai chúng tôi để dành những lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng cho Vũ Diễn và Khánh Đan. Lời đầu tiên thì thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Và bên cạnh đó thì chúng tôi không quên cảm ơn tới toàn thể tất cả quý vị đã cùng luôn bớt chút thời gian quý báu của mình và cũng như cùng hiện diện tại đây. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn cũng như chào đón tới tất cả quý vị. Tập quan trọng bậc nhất trong sự tác hợp thành vợ thành chồng của Vũ Diễn và Khánh Đan. Và điều đầu tiên ngay bây giờ thì xin được trân trọng kính mời những ý kiến đến từ đại diện họ nhà gái sẽ có đôi lời chia sẻ để cũng như để chúng ta sẽ cùng làm lễ trao dâu và nhận dâu. Một lần nữa xin được kính mời ông ạ. Kính thưa trên các cụ, công các bà cùng toàn thể bạn bè thanh niên nữ của hai cháu. Trước tiên chúng tôi xin được đại diện cho phái đoàn quan viên họ nhà gái xin được gửi lời trân trọng cảm ơn đến các đoàn đại biểu của đoàn đại biểu quan viên họ nhà trai đã dành những tình cảm đẹp nhất dành riêng cho quan viên họ nhà gái chúng tôi trong buổi lễ quy của hai cháu ngày hôm nay. Kính thưa trên các cụ, đã trải qua một thời gian hai cháu tìm hiểu về báo cáo hai họ hay bên gia đình. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, đã được sự nhất trí của hai họ, hai gia đình, đặc biệt là được sự nhất trí của hai cơ quan đơn vị của hai cháu đang học tập và công tác, và được sự nhất trí của hai chính quyền địa phương Phú Hòa và thị trấn Thứa. Hôm nay hai họ hai đình chúng ta long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi xin được đại diện cho phái đoàn quan viên họ nhà gái, được sự ủy quyền của phái đoàn quan viên họ nhà gái hôm nay đưa cháu Đan về đây để làm dâu làm con của các cụ công các bác, phái đoàn quan viên họ nhà trai. Cũng xin báo cáo cùng với các cụ công các bác là đoàn đại biểu quan viên họ nhà gái chúng tôi hôm nay về đây gồm có ông và hai bà cũng như là các cô các chú các cậu các mợ bên nội bên ngoại cùng toàn thể bạn bè thanh niên nữ của cháu Đan đưa cháu Đan về đây làm dâu làm con của các cụ phái đoàn quan viên họ nhà trai. Báo cáo các cụ là cháu Đan vẫn còn là trẻ người non dạ, thế về đây làm dâu làm con của các cụ phái đoàn quan viên họ nhà trai cũng xin được sự nâng đỡ và che chở của các cụ công các bà đối với cháu Đan để làm sao cháu Đan trở thành một nàng dâu hiền cũng như mong muốn của các toàn thể các cụ hàng mong muốn. Và báo cáo các cụ là gia đình quan viên họ nhà gái chúng tôi hôm nay rất muốn là hai họ hai gia đình chúng ta trồng cây chung và ăn quả chung. Báo cáo các cụ là như vậy. Để nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt cho phái đoàn quan viên họ nhà gái xin được gửi lời kính chúc tới toàn thể các cụ, công các bà cùng toàn thể quan viên hai họ chúng ta nhân dịp đầu xuân mới an khang thịnh vượng và chúc cho cháu được trong hạnh phúc. Trân trọng được cảm ơn vị trưởng đoàn họ nhà gái đúng không ạ? Và có lẽ bây giờ đó chính là ý kiến đáp từ đến từ đại diện vị trưởng đoàn họ nhà trai, đại diện cho dòng họ Vũ nhà ta. Kính thưa các quý ông, quý bà, kính thưa các cô dì chú bác nội ngoại của bốn họ, tôi là chú của cháu Diễn, rất vinh dự được sự ủy quyền của ông bà Vũ Hòa và sự nhất trí của dòng họ cho phép tôi
được thay mặt họ nhà Trang có một đôi lời phát biểu. Trước hết, nhân dịp đầu năm mới, xin kính chúc tất cả các quý vị có mặt tại phòng hôn lễ lời chào sức khỏe. Kính thưa các quý vị, trong những lời phát biểu của vị đại diện họ nhà gái, tôi hoàn toàn nhất trí và đồng ý với ý kiến của ông. Và nhất, cháu Đan kể từ giờ phút này là vợ hiền của cháu Diễn, là con dâu hiếu thảo của ông bà Dũng Hòa, là cháu dâu của nội tộc trong gia đình chúng tôi. Và cũng đồng thời, từ giờ phút này, ông bà Dũng Hòa, ông bà Khương Trải kết tình thông gia bền chặt mãi mãi. Mong rằng tất cả các quý vị cũng như hai gia đình bốn họ hãy vun trồng cho hạnh phúc của các cháu ngày một đơm hoa kết trái. Trước hết, xin kính mời các cụ, các ông, các bà xây chầu, xây nước, dự tiệc ngọt mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Và tôi xin một lời là chúc cho hai cháu trăm năm tình miên mãn, trọn đời nghĩa phu thê. Xin hết kìa. Xin cảm ơn rất nhiều và xin mời ông sẽ cùng ôm nhau một cái thật tuyệt vời được không ạ? Để kết tình công gia chúng ta sẽ luôn gắn kết bền chặt hơn nữa. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Thì bây giờ thì xin mời hai vị trưởng đoàn sẽ cùng trở về vị trí của mình. Cổ cô dâu và chú rể sẽ luôn không bao giờ có điểm đầu và điểm kết, và họ sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, và nơi đó sẽ có những điều tốt đẹp nhất đang chào đón họ. Và tất nhiên rồi, hôn có hôn không ạ? Ok, Diễn ơi, hãy dành tặng cho bà xã mình một nụ hôn nếu muốn đi ạ. Vỗ tay thật lớn quý vị ơi, cảm ơn rất nhiều. Và có lẽ bây giờ thì xin mời tất cả chúng ta cùng chứng kiến những khoảnh khắc tiếp theo. Và bây giờ thì xin mời họ đang cùng tay trong tay chia sẻ những chiếc bánh ngọt ngào, và họ đang cùng nhau chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn trong cuộc sống của họ. Và đó cũng chỉ là ước muốn của hai bên gia đình, và đó cũng chỉ
trong áo dài khắp đống quê hương. Đời nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tơ, tơ sẽ duyên lòng hồng thắm đời hiền thật thà. Trời thương cho anh vui sống bên thiên nga, ôi cao đẹp ấy tấm lòng thủy chung. La la la.
say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc khiến anh rung động, lắm ánh mắt đâu chỉ riêng anh, mang lời thì thầm muốn nói với em. Em đẹp nhất đêm nay. Nhân với gió hay bao trăng sao, ta thèm một lần sánh đôi bên nàng. Bước xuống phố hay lên thiên thai, tim này thật thà muốn nói với em đẹp nhất đêm nay. Cô sang em hiền lắm, có nét môi thật duyên, có tiếng ai thì thầm, ôi em đẹp nhất đêm nay. Hãy để anh dìu bước như sáng hay hoàng hôn, đừng hỏi vì sao, vì em đẹp nhất đêm nay. Lúc sáng sớm hay đêm hôm nay, em thật dịu dàng khiến anh rung động, lắm ánh mắt đâu chỉ riêng anh, mang lời thì thầm muốn nói với em đẹp nhất đêm nay. Nhân với gió hay bao trăng sao, ta thèm một lần sánh đôi bên nàng. Bước xuống phố hay lên thiên thai, tim này thật thà muốn nói với em đẹp nhất đêm nay. Cô sang em hiền lắm, có nét môi thật duyên, có tiếng ai thì thầm, ôi em đẹp nhất đêm nay. Hãy để anh dìu bước như sáng hay hoàng hôn, đừng hỏi vì sao.